Quý vị khán giả, Nguyễn Hồng rất hân hạnh được trở lại với quý vị trong chương trình Phật giáo xưa giờ nay của Đài truyền hình Việt Phê TV. Và theo thông lệ, Nguyễn Hồng cung thỉnh Hòa Thượng Minh Hiếu trở lại với chương trình chúng ta. Nguyễn Hồng xin mời Hòa Thượng ạ. Xin chào chị Nguyễn Hồng, xin chào các vị khán thính giả của Việt Phê TV. Thưa Hòa Thượng, Tết của dân tộc Việt Nam chúng ta cũng sắp đến. Hôm nay thì thầy trò mình chia sẻ với quý vị Phật tử cũng như là quý khán giả của Việt Pay TV về năm Đinh Dậu sắp tới nha, thưa Hòa Thượng. Dạ. Thưa Hòa Thượng, xin Ngài cho con biết là năm nay là năm Đinh Dậu. Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu nói về đến một chú gà. Và theo như... quan niệm của Phật giáo thì như thế nào? Tại vì con cũng nghe nói là gà thì có cái trứng, nhưng mà theo cái nhìn của Đạo Phật thì mình thấy trứng trước hay là gà trước hay thưa Hòa Thượng? Thưa chị, thưa các vị khán thính giả, câu hỏi này không biết ai sẽ trả lời được đây. Nhưng mà chúng tôi xin thưa là sẵn dịp đến với đài và cũng xin có lời gửi chuẩn bị chào năm mới cho tất cả đồng hương Việt Nam của mình. Bởi vì chúng ta biết rằng khi năm Bính Thân đi đó thì năm Đinh Dậu đến. Năm Đinh Dậu năm 2017, Đinh Dậu tức là nó về con gà. Trong thập Thiên Can hay là thập Nhị Chi đó thì con gà là một trong 12 cái con được đại diện cho cái tuổi của mỗi người. Bây giờ nói về cái con gà có trước hay cái trứng có trước thì cũng giống như câu hỏi mà cái bằng con vịt có trước hay là trứng có trước thì vậy là con thưa đang với các vị và thượng ngay. Câu hỏi đó là một câu hỏi mà chúng tôi ngày xưa đi học hay nói là các cá mẹ kỳ nhông ông kỳ đà cha các cá, nó cứ vòng vòng hoài. Thì thật ra đối với Phật giáo á, vì Phật giáo là con đường của với một cái triết học rất là sâu rộng, đó là lý duyên sinh. Cho nên nghĩa là cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sanh. Và thậm chí là cái này diệt thì cái kia sẽ diệt. Chứ không có nói tới cái khởi thủy. Cũng giống như bây giờ khi nói tới con gà với cái trứng như chị Việt Hồng và tất cả mọi vị thì mọi người thì ai đây cũng biết rằng bây giờ mình sẽ hỏi lại một câu hỏi rằng người mẹ có trước hay đứa con có trước? Cho nên nghĩa là không có con thì làm không có mẹ làm sao có con. Nhưng mà trước khi sinh ra mẹ thì con từ đâu có? Đó là đợt hỏi thứ nhất. Có người cắt cớ hỏi rằng nếu nói theo cái truyền thuyết mà lịch sử của phát triển loài người đó thì đàn ông có trước, đàn bà có trước. Vậy là cái bài kỳ nhông ông kỳ đà kỳ đà. Nói giống vậy. Cho nên đối với Phật giáo là cái câu hỏi này là câu hỏi không có câu trả lời. Và đặc biệt là chúng ta biết rằng mọi thứ là theo tinh thần Phật giáo là mọi thứ nó đều lẫn trong nhau. Cái này trong cái này có cái kia, cũng như nhìn về cha mẹ ông bà trong con người chúng ta, nó đã chứa tất cả trong đó. Trong bản thân của mình có thể nhìn thấy được là có chất liệu của cha, của mẹ, của ông, của bà. Và nhìn qua mình rồi thì con cái nó có thể thấy được cái quá khứ luôn, cả dòng giống của nó. Cho nên mình mới nói rằng tổ tiên ông bà. Vì vậy chúng ta lẫn trong nhau, cái này có cái kia. Cũng như là nhìn qua cha thấy được mẹ, mà nhìn qua mẹ thấy được cha. Vì đó là một trong những cái gọi là bất ly, bất tức của Phật giáo. Đó được gọi là một trong những triết học rất là sâu xa, thưa chị. Dạ, thưa Hòa Thượng, xin cho con hỏi là trong 12 con giáp thì con gà mang ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của loài người? Thưa Thầy giải thích cho chúng con hiểu. thưa các vị, là thật ra thì chúng tôi khi nhỏ là đã ở chùa rồi, cho nên nói tới gà thì không có rành cho lắm. Nhưng mà như các vị biết, trong 12 con giáp chúng ta có con gà. Thì đối với nước Pháp, là con gà là một biểu tượng của sự may mắn. Cho nên gọi là gà Gola, là trong những cái đội bóng nổi tiếng của Pháp, đi đâu họ cũng thả con gà trống ra trơn á. Và đối với phong thủy đó thì
người ta đặt con gà hoặc là tặng một con gà để ở trong phòng ấy, đó là để nói lên là con gà nó mang lại sự là may mắn, và cũng đồng thời con gà nó để chống lên những cái tiếng thị phi, mình gọi là cái bằng lộn xộn á. Yeah. Và bởi vì gà là mình gọi là gà cục tác, tức là nó nói lên hết á, chứ nó không có, nó không có những cái bí mật, không có những thầm thì. Dạ, yeah, yeah, không có để bụng. À, những cái gì mà nói ra nhỏ nhỏ thầm thì chuyện này chuyện qua, là đối với con gà thì mình gọi là con gà cục tác là ai cũng nghe hết trơn á. Đó, cho nên con gà đã biểu tượng cho cái sự chống đi, chống phá lại cái sự mà mình gọi là thị phi. Và đặc biệt đối với người dân quê Việt Nam mình, hay là trong tình tự dân tộc, thì chúng ta biết rằng con gà nó rất là gần gũi và quan trọng trong đời sống, nhất là những người nông dân. Yeah. Mỗi buổi sáng á, là mình nghe tiếng gà gáy để báo hiệu được bình minh và báo hiệu một ngày mới, báo hiệu một sự tươi sáng chuẩn bị cho cuộc sống của chúng ta. Và đồng thời cái con gà cũng đối với cái khi mình qua Tây Phương á, thì cũng có một vài nơi người Việt mình ở cũng nuôi gà, cho nên là mỗi sáng mình nghe gà gáy cái là mình thức dậy, mình biết rằng là đã đến giờ để mình để là dấn thân một ngày mới để xây dựng cuộc sống. Và từ đó chúng ta sẽ có ý niệm rằng cảm ơn đời, mỗi sớm mỗi mai thức dậy ta có thêm ngày mới để thương yêu. Yeah. Thành ra con gà đó nó sẽ tồn tại, nó gần gũi với nếp sống của dân gian. Và đặc biệt là đối với cái nếp sống của dân tộc Việt Nam mình thì con gà nó không thể tách rời. Thậm chí rằng nó liên hệ đến cái vấn đề nữa là ăn uống và đời sống nữa. Yeah. Thưa Hòa Thượng, trong thiết linh vật của Phật giáo có sử dụng hình ảnh con gà này hay không ạ, thưa Thầy? Dạ thưa, thì trong Phật giáo á, thì chúng tôi rất là đọc rất nhiều và xem rất nhiều, nhưng mà hiếm khi thấy cái hình ảnh con gà ở trong cái sự phát triển hay là trong những cái đề tài pháp thoại của Đạo Phật. Tuy nhiên á, là chúng ta được biết rằng cái hình ảnh của con gà hay là cái tứ linh mà của Phật giáo thì họ chọn bốn con, thì một con là Long, Lân, Quy và Phụng. Thì con Phụng là một trong những cái biểu tượng của con gà, cho nên người ta nói nếu mà mình gấu rôm mà ôm phận gấu rôm, có đâu với thấp mà lại chồm lên cao, có nghĩa là mình ở phận con gà thì làm con gà, đừng có muốn biến thành con Phụng. Thì người ta cho rằng con Phụng là một trong những cái sự tiến hóa, một cái sự thành tựu tu tập của con gà, cho nên mới biến thành con Phụng Hoàng. Cho nên nghĩa là có những cái loại gà mà có đuôi dài hay nó giống như con công chẳng hạn vậy. Thì con công, con gà đều là một cái giống, mình gọi là một cái gen nó giống như nhau. Thì riêng về cái hình con gà mà được đặt ra để gọi là nằm trong tứ linh của Phật giáo thì không có. Nhưng mà chúng ta trong tứ linh thì có nghĩa là Long, Lân, Quy, Phụng, tức là con rồng. Rồi con rùa. Con rùa là muốn nói đến cái sự nghĩa là nhẫn nhục, muốn nói đến cái sự nghĩa là sống lâu, muốn đến cái sự nghĩa là chịu đựng. Rồi con rồng là nói đến nghĩa là Long Hải, nói đến nghĩa là mưa gió. Rồi nghĩa là chúng ta có con Phụng đó. Và cuối cùng Long, Lân, Quy, Phụng là đối với Phật giáo của Trung Quốc á, chính á, thì họ cho rằng đó là tứ linh được hay được thờ trong chùa. Và con một con nữa, tức là con hạc, nó cũng dính với con gà. Một cái giống của nó, tức là loại nghĩa là mình gọi là gia cầm, nhưng mà con gà, con hạc á, thì nó lại hay đội chân đèn. Cho nên những cái chân đèn mà người ta thờ cúng ở trong chùa đó, thì họ để cái hình của con hạc. Và con hạc cũng là một cái hình ảnh tương phản của con gà. Tuy rằng nó là cùng một giống, một cái chủng tộc, tức là loại nghĩa là cầm thú có lông cánh, nhưng mà con hạc á, thì người ta nói rằng thà làm hạt nổi không lương bổng, hơn kiếp gà nhà kế thức giao. Có nghĩa là nếu mà khi mà chúng ta tu tập á, mà giống như một con gà đó, thì chúng ta được nuôi dưỡng, được đầy đủ, được ấm no, được hạnh phúc. Muốn ăn có ăn, cái gì cũng có đủ hết đó. Nhưng mà đến một lúc nào vô thường đến, hay là đến lúc nào mà cần làm thịt á, thì người chủ nhà sẽ làm thịt con gà. Và lúc đó thì chúng ta sẽ bị chết vì khổ đau. Còn ngược lại, thà làm hạt nổi, tức là làm con chim hạt á, thì nó không có lương bổng, không ai nuôi trơn á, nó đói nó phải đi kiếm trái cây, khác thì nó xuống suối nó uống, nhưng mà nó không có bị cái việc mà mỗi sáng thảy đồ ăn rồi thớt dao kế bên. Thì do đó để so sánh hai cái hình ảnh ở trong Phật giáo là giữa con gà, tức là những người tu mà có một cái đời sống nữa là
mình gọi là phóng túng hay là không có cái lý tưởng giải thoát mà lại bó buộc ở trong một ngôi chùa hoặc bó buộc ở một cái vị trí chấp thủ thì chúng ta sẽ trở thành giống như con gà. Cho nên thà làm hạt nổi không lương bổng, tức là làm con hạt nó bay đi cho này chỗ kia không có lương bổng, hơn kiếp gà nhà. Gà nhà thì sướng lắm, lúc nào cũng có ăn hết trơn, mà họ nuôi cho mập thì họ làm gì? Làm thịt. Đó, cho nên vì vậy mà nếu mà mình ở trong một ngôi chùa hoặc mình tu mà mình dướng mắt vào một cái đời sống giống như là người tại gia, gìn giữ một cái gì đó, chấp thủ một gì đó thì mình cũng giống như con gà thôi. Đến khi vô thường đến thì mình cũng sẽ bệnh rồi chết rồi đọa lạc chứ không có được giải thoát như con hạt. Dạ, thưa Hòa Thượng, cũng liên quan tới Tết và đặc biệt năm nay là năm Đinh Dậu. Xin cho con được hỏi là mỗi khi Tết vừa xong thì có ngày mùng 3 Tết. Thì mùng 3 Tết những thương gia cũng như là những người bất cứ một ai trong người Việt của chúng ta thường hay làm một con gà để mà cúng mùng 3. Thường thường thì con hay nghe nói là để ra mắt. Và trong cái trong đạo Phật mình, cái cúng mùng ba, cúng con gà như vậy nó có liên quan gì không thưa Hòa Thượng, và nó có ý nghĩa như thế nào? Thưa chị và thưa các vị, là như chúng tôi vừa trình bày đó, tức là vì bản thân chúng tôi từ nhỏ ở trong chùa, thành ra cái việc mà mùng ba mà họ làm gà hay là họ cúng một con gà thì chúng tôi cũng có nghe nói và cũng có thấy. Nhưng mà thật sự để mà nghiên cứu và tìm hiểu thì không biết cái tập tục đó nó khởi sinh từ đâu. Chỉ biết rằng đối với cái người Việt của chúng ta đó thì gà là một cái gia cầm được nuôi gần gũi với con người, mà đồng thời nó cũng là một cái nguồn thực phẩm cho con người. Và so với những cái gì mà quý giá cho cái quê hương Việt Nam và những cái nhà mà mình gọi là trung bình cũng vậy, thì người ta nói khách đến nhà thì không gà, không gà thì vịt. Đó, thành ra hai cái món ăn mà được gọi là cao quý, được gọi là cái bằng đãi đằng á, thì trong cái những ngày đầu năm, kể cả năm Đinh Dậu, thì mình biết rằng người ta nói rằng mùng 1 á thì Tết gì? Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, thì mùng 3 mình ba Tết, Tết thầy. Tức là để nói lên một cái sự tôn trọng, một cái sự nghĩa là kính nể cho những cái bậc nghĩa là tôn sư trọng đạo, ngoại trừ là cha, là mẹ và thầy. Thì người ta biểu tượng thì trong ngày đó người ta đi Tết, ngày mùng 3 người ta đi Tết thầy. Tết thầy tức là đi đến những cái nơi mà cơ quan làm ăn hoặc là mình gọi là đối ngoại đó. Ngoại trừ hai cái đấng song thành của mình là cha và mẹ, là mình có hiếu đạo rồi đó. Thì cái ngày mùng 3 là cái ngày mình đi ra ngoài, tức là đi ngoại giao. Và ngoại giao thì người ta muốn cho một cái sự cao quý, một cái sự gọi là tốt đẹp nhất. Cũng giống như mình gọi là mỗi năm ở người vùng quê mình họ nuôi, họ để dành con heo hoặc con gà để Tết. Thì chính cái chỗ mà cái bằng trọn vẹn cái sự cao quý đó, người ta muốn nghĩa là cái bằng gửi hoặc là biếu tặng cho cái người mà mình gọi là tốt đẹp nhất là về ngoại giao và bên ngoài. Đó là chúng tôi chỉ suy nghĩ thôi. Còn vì ở trong Phật giáo là cái giới đầu tiên là giới không có sát sanh, cho nên vì vậy mà bây giờ dù mùng 1, mùng 2, mùng 3 gì cũng vậy, thì đối với cái việc mà thịt gà hay là con gà hay là bất cứ thịt chúng sanh nào thì trong Phật giáo là không có khuyến khích hoặc là không có cho phép để mà cúng kiến gì trong bất cứ những cái món sinh vật đó. Thì vậy thưa Hòa Thượng, cũng là năm Đinh Dậu thì cũng có liên quan đến con gà. Thì thưa Ngài, xin cho con được hỏi là Ngài có nghe truyền thuyết cũng như là có nghe câu chuyện của cô ba bán cháu gà hay không ạ? Thì xin Hòa Thượng chia sẻ với lại quý Phật tử. Thưa cái câu chuyện này thì rất là dài mà rất là hấp dẫn. Nó không phải chỉ mới bây giờ mà nó đã xuất hiện ở Việt Nam chúng ta vào cái thập niên 65 cho tới 70 á, là nó đã có rồi. Câu chuyện nó nổi tiếng ở dưới Mỹ Tho là kể chuyện là ngày đó chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi cũng thích và coi cái quyển sách đó. Quyển sách đó mỏng mỏng thôi, người ta in quyển đó, người ta gọi là cái bằng Địa Ngục Ký, Địa Ngục Ký hay là Cô Ba Bán Cháo Gà, nói chuyện âm phủ.
Thì đối với chúng ta bây giờ, trong cái nền văn minh bây giờ, mình coi cái chuyện mà nói chuyện âm phủ là cái chuyện thần thoại hay là mê tín dị đoan. Tuy nhiên cái thời đó, cái thập niên đó và ngay cả bây giờ, đối với những người theo tín ngưỡng á, thì họ vẫn tin tưởng rằng ngoại trừ cái đời sống chúng ta đang sống hiện tại gọi là cõi dương á, thì bên cạnh đó nó có một cõi nữa gọi là cõi âm, cõi của những người đã mất. Cho nên thậm chí họ Việt Nam mình cũng có những cái chợ mà gọi là chợ, nghĩa là âm âm gian, tức là nếu mình về miền Tây ở Sóc Trăng hoặc là Rạch Giá thì chúng ta vào những cái chùa miên á, các cái thầy đó, mấy sư đó, họ sẽ cho mình đi thiếp, tức là họ tụng một bài kinh giống như là vô cà tha vậy đó, thì bắt đầu mình sẽ đi thiếp và mình có thể đi gặp những người bà con của mình vào cái ngày nào đó, tức là cái ngày chợ, mình gọi là chợ của âm gian, tức là họ đi chợ và trong cái buổi chợ mà trong hồn, trong âm hồn đó, mình có thể gặp những người thân quen của mình để mình thăm, mình nói chuyện. Thì đó gọi là miền Tây nó vẫn còn cái tục lệ đó. Cái câu chuyện mà của cô ba cháu gà đó, thì cô nó là một cái người, nghĩa là bán cháu gà ở chợ Lồng Nhỏ, chợ Mỹ Tho. Và rồi một hôm nọ cô bạo bệnh, bên mình gọi là trúng gió đi, thì cô ta buổi sáng đó cô ta chết đi. Nhưng mà chết thì ở nhà chuẩn bị thương tiếc rồi lo tang lễ chuẩn bị vậy đó, thì 3 ngày sau thì cô lại sống lại. Và khi cô sống lại, bắt đầu cô mới kể lại cái chuyện là cô chưa có chết mà cô bị, nghĩa là cô ngất đi, thì cô bị người ta bắt đi, bắt đi xuống một cái cảnh giới. Cảnh giới đó cô diễn tả đó là địa ngục, đi qua nhiều con đường, đi qua nhiều cái tầng lớp. Và đến đó thì cô mới thấy rằng ở đó có rất là nhiều, nghĩa là những cái người đòi nợ của cô, và đặc biệt là gà. Bởi vì suốt cuộc đời của cô đó là sinh sống bằng cái nghề, nghĩa là nấu cháo gà. Cho nên cô thấy rằng đó là gà nhỏ, gà lớn, gà mái có, gà trống có, đều con nào con nấy là cái bằng cái mình của nó, cái đầu nó thì đầu gà nhưng mà tay chân của nó thì giống như người ta vậy. Cho nên nó nhào vô, nghĩa là nó đá cô, nó tấn công cô, nó đòi nợ, nghĩa là phải trả lại cái nợ máu đó. Cho nên nghĩa là cổ rất là sợ hãi, phải nghĩa là chèo chống, phải vừa có nhiều người này giúp đỡ chứ không thì cổ nói rằng không chịu nổi. Cuối cùng á thì cô mới được cái là thoát ra, cô chạy về lại, thì khi cô sống vậy cô mới chấm dứt cái nghề mà nấu cháo gà của cô và không có nấu nữa, và cô mới viết kể lại từng cái thời gian, từng cái giai đoạn mà cô đi qua trong 3 ngày đó, trở thành một cái quyển tên là gọi là Địa Ngục Ký. Địa Ngục Ký tức ký, tức là một cái ký sự, một cái lịch trình cô đi xuống thăm bên cảnh giới địa ngục. Và cái quyển đó nó cũng có một cái giá trị nhân văn nhất thời. Có nghĩa là thật ra đối với nhân quả thì chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta làm những điều gì bất thiện, mình gọi là ác, thì mình sẽ nghĩa là gieo gió gặt bão, là nếu mình làm ác thì mình gặp ác, phùng thiện thì mình gặp thiện. Ngày xưa mình nghe nói mỗi lần mà mình ai bệnh gì hoặc là muốn tẩm bổ mà nấu gà ác để cho ăn, thì mình đâu mình nghe cái gà ác không là nó cũng đã ác rồi. Cho nên nghĩa là hầm con gà ác để ăn thì nó cũng đã ác rồi. Ác ở đây thì thật ra không phải là giết người gì, nhưng mà ác đây nó có nghĩa là ác tâm, tức là vì một cái hạnh phúc, vì cái sức khỏe của mình, hay là vì có mạnh mẽ nào đó, nghĩa là sức sống của mình nghĩa là tàn hại một chúng sanh, thì như vậy gọi là ác thôi. Tuy nhiên cái chỗ mà cái câu chuyện của cô ba bán cháo gà như chị Nguyệt Hồng hỏi và mọi người biết đó, là trong 5 con gà này thì chúng tôi chỉ xin thưa rằng, khuyến thỉnh rằng nó mang cái tính là nhân quả nhất thời, và cũng cho chúng ta một cái bài học để giáo dục, để thấy rằng nếu mà trọn đời chúng ta sống về một cái nghề, tức là cái nghiệp của mình, mà nghề là nghiệp của mình sống một cái nghề mà phải sát sanh hại mạng và làm thương tổn chúng sanh quá nhiều, thì chắc chắn rằng cái đời sống của chúng ta nó sẽ ngắn trở lại. Tức là mình đoạn mạng nhiều, tức là cái đời sống của mình sẽ ngắn lại. Vì sát sanh nhiều, tức là sau này nếu không phải đời này đời sau thì mình rất là đoạn mạng. Nhiều khi mình sinh ra có 1 tháng 2 tháng mình mất, nhiều khi mình sanh ra được 1 năm 2 năm mình mất, nhiều khi mình sinh ra được 20 năm thì mình mất, chứ không có trường thọ. Bởi vì sát sanh là một trong những nhân quả để đưa đến sự đoạn mạng, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cái câu chuyện của cô bán cháo gà, tuy rằng nó chỉ là một cái giống như là một cái giả thuyết, một cái thần thoại chăng đi nữa, nó cũng có tính là giáo dục, cảnh tỉnh, làm cho những người mà họ đi vào con đường ác nghiệp nhiều quá, họ cũng sợ hãi và họ coi cái câu chuyện cô ba bán cháo gà cũng như là một cái bài thuyết pháp. Mặc dù cổ không có tu hành nhưng mà rõ ràng là sau khi cổ tỉnh dậy, cổ sống lại và cổ
nói ra để viết thành cái quyển Địa Ngục Ký đó, thì rất là nhiều người thay đổi cái đời sống của họ. Yeah. Kể cả thay đổi cái nếp sống và cái nuôi cái nghề nuôi mạng của họ. Bởi vì trong tất cả các cái nghề mà đối với Phật giáo có một cái nghề được gọi là tà mạng, tức là nuôi sống không chân chánh. Và trong yeah. không chân chánh đó là cái nghề ví dụ đồ tể, chân dạng như là đâm heo, giết heo, hoặc là cái bằng đập bò, làm bò, hoặc là những cái sinh mạng lớn á, và trong đó có việc mà giết gà đó, thì nó rất là tổn hại đến sinh linh nhiều quá. Và khi tổn hại đến sinh linh nhiều quá thì nó tổn hao cái âm đức của chính chúng ta. Bởi vì ai cũng có cần có sự sống. Các vị thấy rằng như con gà, mình tưởng con gà nó là vô tri, nó gần gũi với mình, nhưng mà các vị thấy con gà nó biết bà, biết gia đình, biết người, sáng mình ra mình thảy đồ cho nó. Yeah. nó biết ăn, rồi nó đi, nó biết về, nó biết yeah. về chuồng của nó. Rồi thứ hai nữa là nếu mà con gà mái, nó biết gì, nó biết bảo vệ con của nó. Nó là một con gà mẹ, tức là nếu mà nó thấy con diều hâu hoặc là những con khác á, mạnh hơn nó, dữ hơn nó, nhưng mà nó sẵn sàng là để những con gà con nó ở trong cái cánh, rồi yeah. nó chống lại cái những cái thế lực mạnh mẽ hơn nó, kể cả là diều hâu. Thậm chí con diều hâu thì bắt con gà rất là dễ, nhưng mà con gà mái nó sẵn sàng chiến đấu, mặc dù nó không phải là con gà trống, nhưng mà để bảo vệ những đứa con. Thì chúng ta thấy rằng tánh linh người vật cùng đồng, tuy không biết nói mà lòng biết nghe. Nó biết nghe tức là mình kêu nó cho ăn, cúc cúc cúc, thì nó biết lại nó ăn. Yeah. Và nó biết người nào cho nó ăn, nó sẽ đi gần. Và thứ ba nữa là nó biết bảo vệ con, đàn thể của nó và đời sống của nó. Như vậy nó cũng có tính linh. Mà nếu mà chúng ta chọn cái nghề đó làm suốt cả cuộc đời, chúng ta chỉ tàn sát á, thì chúng ta vô tình tổn hại cái âm đức của chúng ta. Cho nên cái câu chuyện mà cô ba bán cháu gà hay Địa Ngục Ký, chúng tôi nghĩ rằng nó có tính cách thần thoại. Tuy nhiên nó cũng là một bài học giáo dục lớn, mà giúp cho những người mà đang sống những cái nghề được gọi là sát sanh hại mạng thì họ phải dừng bớt, dùng chùng bớt trở lại. Thì sẵn đây chúng tôi cũng xin thưa các vị là nó không chỉ riêng về cái chuyện của ba con cháu gà. Nhân năm con gà thì chúng tôi muốn nói một chút xíu về cái đời tư của chúng tôi. Thì như các vị biết là chúng tôi từ nhỏ đã ở trong chùa rồi, và trong thời gian mà còn nuôi mà chúng tôi còn ở ngoài đó, vì mẹ chúng tôi phải cưu mang 4-5 đứa con lận. Cho nên có một thời gian cũng làm cháo gà, nấu cháo gà để bán. Bởi vì đối với những cái người phụ nữ mà dân quê ở Việt Nam mình, nhất là ở miền Trung đó, thì chọn được một cái nghề, ví dụ như là nấu cháo gà để mỗi sáng đem lên chợ bán, rồi chiều gánh cái nồi cháo về đó, thì đó là mỗi ngày có thể nuôi được 3-4 đứa con. Cho nên thân mẫu chúng tôi cũng làm cái nghề đó một thời gian. Yeah. Sau này khi mà giác ngộ và muốn đi tu đó, thì dẫn những đứa con đi tu, trong đó chúng tôi là nhỏ nhất đi tu. Vào năm lúc đó chúng tôi vào khoảng 24 tuổi gì đó, thì thân mẫu chúng tôi có một cái cơn bạo bệnh rất là nặng. Và cơn bạo bệnh đó là Việt Nam mình gọi là thương hàn, mà thương hàn nhập lý, tức là khi bị thương hàn là bị sốt rồi thì nó nóng lắm và nó mê sảng. Không biết sao mà khi chúng tôi nghe vậy, chúng tôi mua vé máy bay hay là đi xe đò gì đó, lập tức có điện tín về để thăm. Thì lúc đó nghĩa là mê sảng rồi, phải có nhìn người, phải có người đè giữ, bởi vì vùng vẫy lắm, bị nó nóng sốt lên rồi, đổ mồ hôi rồi nóng lên tới 41 độ. Nhưng mà cái cơn mê sảng đó lại cho chúng tôi một cái suy nghĩ rất lớn. Tại vì lúc đó thân mẫu chúng tôi cứ nói rằng mỗi lần nghe chúng tôi về thì mừng lắm, bởi vì chúng tôi là con trai, mà con trai độc nhất, con trai út nữa, cho nên mỗi lần về đó thì nghe nói rằng có sư về thăm, cho nên mừng lắm. Nhưng mà nói là tại sao lại đi về mà lại dẫn ở phía sau cả một đàn gà nữa. Nói vậy, tức là trong cơn mê sảng cụ nói rằng là bây giờ thì cụ mất rồi, mất 30 năm rồi, nhưng mà nói rằng sao mà sư về mà lại còn dẫn gà theo nữa. Rồi nói đâu có gà dịch gì đâu, đi có một mình mà làm sao lại có gà nữa. Nói vậy mình nghĩ rằng chắc là nóng sốt rồi mê man. Tuy nhiên hỏi lại những cái vị sư cô và những người mà nuôi trong thời gian bị sốt á, thì nói rằng trong những cái bữa mê sảng đó, có bữa nằm là thấy rằng là trở lại cái cảnh cũ ngày xưa, thấy mình là nấu cháo gà, thì bây giờ những con gà, những cái người mình nấu á, bây giờ nó lại thành như người, tức là nó mang đầu gà mà tay chân như người. Và nó tới nó đánh đập, nó kéo, cho nên nghĩa là dùng dãy, nghĩa là đừng kêu, đừng có đánh tôi, đừng có kéo tôi, thì vậy á. Rồi có những cái á, là đầu người mà thân mình con gà,
Rồi có những cái nữa là thân mình của con người mà cái đầu con gà nó mổ vô mặt, mổ vô mắt, cho nên cụ rất là hốt hoảng và che chống, mà trong khi những người xung quanh thì nói rằng đâu có ai đâu, cho nên nữa là mình gọi là chỉ là sốt thôi, mê sốt thôi. Thì trước khi chúng tôi về là đã có cái tình trạng đó, nhưng cũng may là qua một thời gian thì trị hết được cái bệnh thương hàn đó và sống được một thời gian khoảng mười mấy năm sau nữa. Thì chúng tôi chỉ muốn thưa với các vị cái đó là đây là một câu chuyện thật ở trong đời của chúng tôi liên hệ đến, chứ không phải liên hệ tới cô Ba Khoáng Cháo Gà. Nhưng mà vì trước khi mà đi xuất gia thì thân mẫu chúng tôi cũng có lúc lại làm cái nghề đó, nhưng mà ngắn hạn thôi. Tuy nhiên mà 20 năm sau, lúc mà chúng tôi 20 mấy tuổi thì cụ mới bị bệnh. Mà bị bệnh rồi lại trong lúc cơn mê sản và trong lúc bệnh thương hàn nhập lý đó, lại thấy những con gà mà ngày xưa mà lúc mà mình nấu cháo bán á, bây giờ nó biến thành người, nó tới tấn công mình. Và do vậy cho nên phải dùng dãy chống đỡ, thậm chí là phải có người đè tay đè chân, chứ không thôi là quậy phá. Thì thưa quý vị Nguyệt Hồng với lại các vị khán thính giả, nhân cái năm con gà chúng tôi cũng mong chúc rằng các vị thấy rằng con gà nó có nhiều cái biểu tượng trong cái đời sống của chúng ta, tức là nó là cái để báo hiệu chúng ta một ngày mới, cũng đồng thời nó cũng có thể đem lại cái niềm may mắn. Và chúng ta đừng có thị phi, đừng có nói nhiều lời không có tốt về người khác. Và đồng thời nếu mà vì cái cuộc sống chúng ta mà chúng ta lại phải nghĩa là giết hại nó, vật sát sanh trở thành giống như một cái nghề, mỗi ngày giết không biết bao nhiêu con suốt cả năm này qua năm khác, thì đôi khi chúng ta cũng tổn hại công đức của chúng ta. Và thưa với chị thì chúng tôi nhớ chúng tôi đọc một câu chuyện nó rất là quan trọng và nó cũng có giá trị để thưa cùng với chị và với các vị khán thính giả nhân cái năm Đinh Dậu. Là có một con gà con á, nó hỏi với mẹ nó là tại sao ngày nào mẹ nó cũng đẻ hết trơn á. Bởi con gà mẹ thì ngày nào cũng đẻ trứng. Thì bữa nào mẹ đừng có đẻ nữa, mẹ dẫn con đi ra ngoài chơi, chứ sao mà ngày nào cũng đẻ hoài đó. Thành ra phải đẻ rồi ấp hoài vậy. Thì con gà mẹ nó nói không được đâu con, tại vì cái này giống như là cái nghề của mẹ, giống như đây là cái bổn phận của mẹ và cái giá trị của mẹ. Cho nên nghĩa là bữa nào mà nếu mẹ không đẻ trứng á, thì sẽ có dao phay nó kề sát cổ. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai á, mà ngày nào con thấy là mẹ không thể nào đẻ trứng được nữa, thì lúc đó ông chủ sẽ có thịt gà để mà ăn. Cái câu chuyện đó nó rất là đơn giản, nhưng mà đồng thời nó cho chúng ta một cái giá trị sâu xa về nhân cách cũng như cái đời sống con người. Mỗi người chúng ta có một cái giá trị, cho dù là một con gà mái. Con gà mái, giá trị con gà mái là nó đẻ trứng và nó cung cấp thức ăn và nó nghĩa là làm cái bổn phận của nó. Và giá trị của chúng ta thì cho dù chúng ta ở bất cứ một giá trị nào, nhưng mà nếu ngày nào mà chúng ta không có thể hiện được giá trị chúng ta thì xã hội sẽ đào thải chúng ta. Xã hội sẽ đào thải chúng ta. Giống như con gà vậy, tức là giá trị của nó, nếu mà ngày nào mà nó không còn làm được cái giá trị của nó nữa, tức là không đẻ trứng được nữa, thì nó sẽ bị chết. Hay là ngày nào nó hoàn toàn không đẻ trứng, không sinh con được nữa, thì nó sẽ trở thành món ăn cho ông chủ. Cũng vậy, cái cuộc sống của chúng ta, nếu mà ở một vị trí nào, chúng ta cũng có những cái giá trị riêng của chúng ta. Và cho dù là một công nhân, hay là cho dù là một con người bình thường, hay là cho một là một ông chủ, hay là một Phật tử, thì chúng ta cũng có những giá trị cao xa của chúng ta. Và nếu chúng ta có thể nghĩa là tôn trọng, hiểu biết và làm hết sức để bảo vệ cái giá trị đó, thì chúng ta sẽ tồn tại với, giữ cái giá trị này với cuộc đời. Và giá trị sẽ được tồn tại mãi mãi. Nhưng mà ngược lại, ngày nào mà chúng ta không thấy được giá trị của mình, tức là mình làm tổn thương mình, hay gọi là mình làm mất đi giá trị của mình, thì xã hội sẽ đào thải chúng ta, cuộc sống sẽ đào thải của chúng ta. Cho nên xin thưa với các vị, con gà cũng là một biểu tượng như vậy. Hay là nói một cách khác là con chim nó có, con đại bàng hay con chim nó có cánh, nó bay, nó không cần ai vỗ tay, nhưng mà cái giá trị của nó là nhờ cái cánh của nó. Cũng như là một cái loài hoa, hoa hồng cho dù nó dại, nó nở ở ngoài sa mạc, thì nó cứ nở và nó cứ tỏa hương. Và kể cả cái cây cỏ xanh mà nó mọc hoa dại vậy, cái giá trị của nó là nó phải ráng, nó vươn lên để nó sống, để nó thành cỏ dại. Và kể cả là một người công nhân, chúng ta sống trong đời, dù ở trong một cái chóp rất là nhỏ, chúng ta cũng làm hết sức để nghĩa là tin tưởng vào công việc của mình, và mình gọi là một lòng với công việc của mình để trọn vẹn, thì chúng ta giữ được cái giá trị lương thiện của một công nhân. Và chúng tôi tin rằng cái đó cũng giống như hình ảnh của con gà, nó có trách nhiệm, nó đẻ trứng thì nó sẽ đẻ trứng, và đó là giá trị của nó. Mà ngày nào nó không làm được
thì xã hội sẽ đào thải nó. Cho nên năm con gà thì giống như chị hỏi thì chúng tôi xin chia sẻ một vài lời và kể cả chia sẻ cái ý niệm mà câu chuyện cô ba bán cháu gà và qua cái gia đình của chúng tôi. Trong đó có người thân rất là thân của mình, đó là thân mẫu chúng tôi. Bây giờ dù cụ không còn nhưng tôi vẫn nhớ hoài là hỏi rằng chúng tôi về có tại sao lại dẫn gà theo. Thưa Hòa Thượng, con mong và xin Ngài gửi đến cho quý Phật tử cũng như quý đồng hương một lời khuyên Tết năm nay. Sau khi mùng 1 lễ cha, mùng 2 lễ chú, mùng 3 lễ thầy thì có nên tiếp tục làm một con gà để cúng hay không? Hay là chỉ dâng tấm lòng mình đến chư Phật, chư Bồ Tát một mâm trái cây và một đóa hoa, thưa Hòa Thượng ạ? Dạ, thưa cảm ơn chị. Xin cảm ơn các vị khán thính giả. Thì chúng tôi tin rằng khi mình đã qua nước ngoài thì hầu hết rất là hiếm những người Việt mình mà bây giờ còn cái việc mà tới ngày mùng 3 mà phải đi tìm gà, phải cắt cổ, phải nhổ lông. Bởi vì thật ra là đừng bài cắt cổ nhổ lông, việc làm cũng phải dự phòng về sau. Dây quan ai lại buộc vào, kiếp này gây nợ thì kiếp nào trả xong. Chúng tôi tin rằng là những cái việc đó mình thấy rằng mình muốn rưa con gà nó chạy thí mạng nó. Và nghĩa là khi mình cắt cổ nó thì nó cũng đau đớn, nó cũng chảy như giọt máu vậy. Rất may mắn là khi chúng ta qua đây thì cũng có những cái nền công nghệ và mình muốn ăn thịt gà thì người ta đã làm sẵn cho mình nhiều hơn, cho nên mình không có trực tiếp sát hại, mặc dù mình gián tiếp, tuy nhiên nó vẫn còn đỡ hơn. Còn về cái việc mà trong cái ngày mùng 3 hoặc những ngày đầu năm mà mình muốn may mắn á, thì chúng tôi nghĩ rằng có những cái phong thủy có như hình ảnh may mắn hơn, tức là chúng ta hiếu nghĩa với cha mẹ, như là mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ. Những cái hiếu nghĩa đó là đạo nghĩa đó được gọi là tụ khí, là tài khí của mình. Người nào mà có hiếu với cha mẹ trong ngày đầu năm và có ơn nghĩa với thầy tổ, nghĩ đến thầy tổ trong ngày đầu năm thì đó là chúng ta đã có một cái vận may tối thượng rồi. Cho nên nghĩa là đại diện thay vì con gà thì các vị hãy sống một đời sống nghĩa là cao thượng và trân quý những cái người thân cận của mình, kể cả nghĩa là hòa ái với vợ con, với chồng rồi chẳng hạn, và thương yêu những người đồng sự của mình, thì ngay lúc đó các vị đã đang tụ tài rồi. Còn lúc nào mà buổi sáng nào mà các vị là vợ, là con hay là cha mẹ mà cái mặt mình cũng là mình gọi là mặt hãm tài, cái mặt mình nó sùng sùng giận rồi đầu mùng 1, mùng 2, mùng 3 đó, thì như vậy lúc đó mình gọi là cái bằng âm khí chứ không có là tài gì nữa, không có tụ tài được mà tụ âm. Mà tụ âm thì trong cái phong thủy đầu năm thì coi như rất là nguy hiểm và đồng thời đưa đến cái sự nghĩa là suy hoại và tán gia bại sản. Cho nên nghĩa là để chúc cho các vị ngày đầu năm mới phong thủy thì các vị thấy rằng mỗi người mình đều có phong thủy. Mà có phong thủy tức là nằm ở đâu? Là ánh mắt, là nụ cười, là lòng hiếu đạo, là sự bao dung. Và mùng 1, mùng 2, mùng 3 hay là trọn 365 ngày các vị sống với cái phong thủy tức là cái âm đức của con người của mình thì chắc chắn lúc nào các vị cũng có thể đạt được sự hạnh phúc. Mà không nhất thiết là các vị phải có con gà hoặc làm con gà để cúng, mà như câu hỏi của chị Nguyệt Hồng, tức là chúng ta có thể thay vào đó những đóa hoa, những cái trái cây hoặc những gì mà tâm tính lòng nhớ nghĩ và luôn luôn có sự hiện diện của những cái bậc cao quý trong lòng của mình, là các vị đã có phong thủy, đã có hiếu. Và theo ngôn ngữ mình nói là phong thủy là nguồn gốc của tổ tiên, nghĩ đến tổ tiên ông bà cha mẹ đã là phong thủy cao quý nhất rồi. Dạ con xin cảm ơn Hòa Thượng rất là nhiều. Con xin thay mặt cho chương trình Phật giáo xưa giờ nay xin kính chúc Hòa Thượng Pháp Thể Kinh An, Phật sự Duyên Thành. Dạ kính thưa quý khán giả, qua những lời chia sẻ của Hòa Thượng, từ gia đình của Hòa Thượng cho đến câu chuyện cô ba bán cháu gà, Nguyệt Hồng mong rằng và cũng tin chắc rằng năm nay nếu quý vị được nghe bài pháp này thì chắc trong nhà chúng ta không còn ra mắt mùng 3 bằng một chú gà mà là một mâm trái cây thật đẹp và một đóa hoa để cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát. Đó là tấm lòng hiếu nghĩa mà chúng ta dành cho chúng sanh cũng như là cho từ gia đình của chúng ta. Chương trình Phật giáo xưa giờ nay đến đây xin tạm dừng. Nguyệt Hồng xin kính chúc quý vị cùng gia đình hưởng một mùa xuân thật là an lạc và hạnh phúc dưới ánh hào quang chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.